Em đập xong em đền cho anh. Thôi anh tắm rồi, anh tắt rồi. Đừng có cà chớn nha em. Anh cầm mà anh vậy thôi chứ ai mà quay. Em nói rồi, ở đây không thích ai quay em nữa. Vì ở đây mọi người không ai muốn em quay ở đây nữa. Người nào lên mạng chửi em nói lên rồi. Em năn nỉ đừng quay em nữa, đừng làm cho anh Thái khó xử. Em không muốn Thái bị chửi. Anh Thái là anh em của em luôn. Anh Thái đối xử em rất là tốt. Rồi ba Hưng là gì? Ba Hưng cũng là anh ba, nhưng mà anh ba còn quay nữa em không thích. Em hiểu anh Thái rất là hiểu ý em. Không ai được như anh Thái đâu. Đó anh Thái. Anh hai em mà chưa được như vậy nữa. Anh Thái rất là quan tâm tới em. Tốt, tốt với Khoa. Anh hai like vậy Khoa. Chẳng chạy đi hai đi luôn. Khoa ơi. Anh hai like vậy Khoa. Anh hai là anh Lâm Avan. Anh ba. Nhưng mà anh ba cứ quay hoài giờ ghét rồi. Anh ba Hưng bị bệnh mà đâu có mà trách anh ba Hưng được. Hôm qua là nói với anh Khoa rồi đúng không? Là anh ba Hưng là bị bệnh quay mà đâu có trách anh ba Hưng được. Anh quay đó sao? Đâu có cầm cái điện thoại. Anh được. Anh quay. Anh quay. Anh bị bệnh quay luôn hả? Vậy. Ở bệnh quay mà đang tập đi bệnh rồi. Đi bệnh. Anh tính quay làm gì đây? Vậy. Anh muốn bêu xấu em đúng không? Trời ơi, lăn xe chứ bêu xấu gì trời. Em hiểu. Hôm nay trên vẫy tay, vẫy tay. Trên cái clip của anh Hưng nè, anh Ba Hưng nè, Lotte GPT nè. Anh mà... Thái sẽ xong mới nè, chứ bao giờ mà ngày qua bác Khoa một cái nào nha. Ngày hôm qua có nhiều người chửi em rồi, vậy em không muốn nữa. Nhưng mà Quang là chưa bao giờ mà bo bác Khoa. Có còn kỹ không? Tao khen chứ. Thôi anh ơi, người ta chửi em dữ lắm anh, em biết hết rồi. Em. Nhưng mà bây giờ em... á, em nói anh Khoa nghe nè. Để em nói đã, anh Quang cho nói đó. Anh không chừng biết đâu. Em á, em đưa những cái clip mà những cái clip dạng của những thầy lên mạng á, cái nào bình luận với sao người ta nói là người ta đưa cái clip em ngồi ở trong điện net á, cái đó là mấy năm vừa rồi, rồi 6-7 năm rồi. Mà đúng là Khoa là cái đó của anh Khoa không? Cái đó quay là 6-7 năm rồi. Mà đúng không? Đúng anh Khoa không? Đúng. Đúng anh Khoa sao chối được? Nhưng mà 6-7 năm rồi, giờ đâu còn vô nét rồi đâu. Cái đó quá khứ rồi, còn chuyện hiện tại, chính tiền chuyện hiện tại đi, tự ai chính quá khứ. Quá khứ nhiều khi... Anh có coi mấy clip vợ của em đưa lên không? Không. Chứ nào? Nè mấy... Em có thầy bắt đầu á. À có cái clip đường tìm nét anh không có. Không, mấy cái clip giảng nè, chị. Clip giảng... Rồi giờ anh sẽ làm cho Khoa cái clip hôm qua đến chính là Dũng nữa coi nè. Tại vì anh là hai cái vợ chồng đó là do anh chính anh là người nói chuyện. Em còn quay, ngồi quan trên ngồi đó anh thôi anh ơi em còn đứng chính đó anh đâu, ngồi anh đi làm một anh ngồi đi uống nước anh đứng chính anh cho. Không em còn đứng chính anh đó, đã bây giờ đứng, bây giờ đó, để cho em để cái ly nước bên đây đi hả em qua bển làm chuyện đó anh Quang nữa à tới anh Quang nữa à tới chị nữa à tới chị nữa à phải đứng chính lại mới được hả đây là chửi quá trời đó anh ơi. Đẩy xe của anh Khoa vô trong chỗ kia tàu. Rồi hello tất cả mọi người nha. Đó chào mừng mọi người đến với cái clip tiếp theo của kênh Sức Sống Mới cả nhà. Đó ngày hôm nay là em làm cái clip này á có một cái lý do rất là Đây là hình của ba mẹ em. Đó là hình ba mẹ Khoa đúng không? Đúng rồi. À, Lê Viết Hải đó hả? Ừ. Rồi ok. Rồi đang nói chút xíu thôi Khoa nè. Thì cái ngày hôm qua Thái cũng có xem trên cái kênh của anh Lotto LGBT có quay một cái video là có hai cái cặp vợ chồng đó đến nói về cái vấn đề anh Khoa là này kia đừng là giả tạo này kia. Thì cả nhà cũng biết thật sự thì Thái hôm nay Thái chia sẻ luôn á là cái vấn đề như vậy nè. Thì hai cái cặp vợ chồng đó là cái người mà đến để mà dẫn Thái qua bên nhà của Khoa là nói là nếu mà anh Thái hay là tất cả những anh em YouTube nào á muốn biết về Khoa thì hai vợ chồng đó sẽ dẫn Thái qua bên đó.
Thì thật sự lúc đầu thì những anh em khác thì không có dám đi, nhưng mà bản thân của Thái, Thái nghĩ tại vì Khoa thì lúc đầu được lên YouTube là nói cái vấn đề là con của chủ tịch hay là con của tập đoàn gì đó, thì cả nhà mình chắc hẳn chắc không tin đúng không. Thì Thái cũng đi qua bên đó, thì Thái quay thì có một cái sơ suất, đó là Thái vô tình để lộ thông tin về cái số nhà. Nói chung thì qua đây thì Thái cũng gửi lời xin lỗi đến anh Khoa tại vì Thái để lộ thông tin. Và cái thứ hai nữa là cái khi mà cái clip đó Thái đăng lên á, thì cái hai cái cặp vợ chồng đó nói một cái lời khác. Nếu mà cả nhà có xem thì cả nhà cũng biết được cái clip đó thì nói như thế nào, thì cả nhà có thể là xem lại cái clip đó. Rồi ngày hôm qua thì kênh của anh Hưng Loto LGBT cũng đã quay lại, nhưng mà không có quay mặt nha mọi người. Quay lại thì hai vợ chồng lại nói cái khác, nói chung là nói không có đúng cái sự thật. Lúc đầu nói là sao rồi lúc sau lại nói khác nữa mọi người. Và ngày hôm nay thì ngày hôm qua, nói chung thật sự ngày hôm qua luôn, là có người nhà của anh Khoa, nói chung là người thân trong gia đình, nói chung là bà con gì đó, điện cho Thái tâm sự với Thái. Nói chung là xem á, ai trong gia đình của Khoa, tất cả mọi người ai đều xem kênh Cười Về Của Khoa hết trơn, là đều rất là tức, là tại sao mà nói bịa đặt như vậy. Con của mình, cháu của mình là người, nói chung là nói thẳng ra luôn đi, là anh Khoa là có vấn đề về tâm thần, nhưng mà từ trước tới giờ là anh ấy chưa có hại ai, chưa có lợi dụng ai, hay là chưa có gây một cái điều nào xấu đối đến với ai. Thì anh ấy chỉ có chạy dọc đường, thì nhiều khi sao anh Khoa như là yểm bùa này kia thôi, nói chung là cũng vui vẻ. Thì cả nhà cũng xem clip cũng đã hiểu rồi đó. Thì hôm qua thì người thân của anh Khoa điện cho em nói là trong tất cả các kênh là thấy là kênh Thái là quay là nói chung là không có vấn đề gì ảnh hưởng xấu đến Khoa, thì bên đó mới liên hệ với Thái chứ không có liên hệ với những kênh khác. Thì cũng tâm sự rất là nhiều mọi người, thì cũng nói thẳng một câu luôn là tại vì gia đình của Khoa là giống như là người làm ăn lớn, nên là không dám mà để cho cộng đồng mạng người ta biết, cũng không dám lên mạng luôn, cũng không dám lên mạng, chỉ nằm ở nhà xem clip của Khoa và thấy đau lòng cho con mình thôi, cho cháu mình thôi đó. Rồi anh Khoa có điều gì muốn nói không nè anh Khoa? Em không muốn nói gì nói hết anh ơi, em mệt lắm rồi đó này đó. Em quậy lắm rồi, vậy em không muốn gì. Vậy em muốn buông hết tất cả. Em muốn buông hết tất cả, dù em nói rồi, giờ em chỉ lo em đi chùa rồi, em đi chùa cùng kinh cho rồi, em tăng tạng, em buông hết tất cả. Giờ dù ai chửi em nữa, giờ em hỷ sợ hết rồi. Trong lòng em cũng tức giận, ai em cũng sân thi với một ai, dù ta có chửi mình đi nữa mình vẫn im, vì em theo lời Phật dạy, em có hơn thua, không có ganh ghét ai hết, không có đố kỵ với một ai hết. Dù ta có chửi mình với mình vẫn im, mình nhẫn nhục. Cái chữ nhẫn nhục, cái tiếng quan trọng nhất của đời. Làm gì hận thù ganh ghét là để được cái gì, sân thi để được cái gì, tại sao mình không tạo phước cho đời? Dù ai có chửi mình đi nữa mình cũng im. Em nói sẵn qua đây nè, cho Thái hỏi này nè, là cái clip mà trên cộng đồng mạng chia sẻ hồi cách đây mấy năm hay gì đó, là ở trên cái trùm tim nét đó, là cái đó là có đúng là Khoa hay không? Dạ thưa anh Thái, anh là anh của em thì em cũng nói luôn là nếu như anh Thái nói cái clip đó thì em nói đó là quá khứ rồi. Thì đó thì Thái muốn hỏi trước thôi, cái Thái... đó quá khứ và em đã bỏ rồi, em rất là buồn cái đó thôi, em không có gì hết đó. Rồi cái clip đó là em hồi đó còn bồng bột, em còn lúc đó em còn ham mê chơi, em mua tiền nó chơi có một đêm thôi, rồi em bị cái thằng bạn nó quay lại thôi, nó giỡn chơi với em thôi, cứ gì hết đó. Thì nói chung là cũng là quá khứ rồi đúng không? Quá khứ rồi anh, cái đó 7-8 năm rồi. Rồi ok. Thì theo hiện nay thì có anh Hưng ở đây nè, thì cho em hỏi anh Hưng là khi mà anh tiếp xúc với anh Khoa thì anh thấy anh Khoa như thế nào anh Hưng? Giờ anh Khoa thì rất là dễ mến, nói chung là tại vì mọi người nghĩ anh Khoa làm sao, chứ riêng đối với bản thân của Hân Trần thì Hân Trần rất là mến anh Khoa, đó là sự thật, cái lòng nói của Hân Trần. Tại vì anh Khoa
đôi khi rất là vui chứ không phải là không đâu. Nhưng mà em nói với anh ba rằng á, em cảm ơn anh ba rất nhiều cái tình cảm của anh 25, anh ba cái tình cảm của anh hơn ba trần. Em rất là ghi nhớ ơn hai anh. Rồi có một người anh nữa đó là anh Thái, rất là thương em, rất là lo lắng cho em. Em rất là cảm ơn anh, rất là tri ân anh, rất là biết ơn anh Thái, rất là biết ơn một người vợ của anh nữa, đã luôn luôn cũng rất là có những lời khen em rất là dễ thương của chị với vợ anh. Em rất là mang ơn hai anh chị. Và em cũng mong rằng dù ai có chửi ngã, có chửi em nữa, nhưng mà trong lòng em hỷ xả từ bi, lấy cái chữ nhẫn nhục để mình sống. Em không có biết nói gì hết á, em nói thẳng luôn, dù ai có chửi em không có giận người đó đâu. Phật dạy rồi, dù ai có chửi mình đó, chửi nghiệp của mình, em không có sợ. Nói thẳng, cây ngay thì không sợ chết đứng gì hết. Thì nhiều khi anh Khoa mà có đến quán hay là có đến đây mọi người là đều, em nói thẳng sự luôn, đều quan tâm tới những anh em YouTube. Nói chung là em xem nói, như một gia đình. Em nói với mọi người rằng á, em không có muốn gọi là em có lợi dụng ai đâu. Em nói thẳng luôn, em chỉ vì niềm vui, em muốn gặp mấy anh ở đây, em muốn nói chuyện với mấy anh ở đây thôi. Chứ em không có phải là lợi dụng mấy anh hay gì hết á. Em muốn là tới quán, em không muốn tới quán này đâu. Em muốn ngồi quán phê thôi, chứ em không ngồi quán Lan Quý Phường nữa. Và có nhiều người đùa giỡn với em một cách quá đáng, em không có giận. Em nói thiệt, dù khách có chửi em nữa, không hài lòng em nữa, nhưng mà em cũng mong muốn rằng cho em gửi lời chân thành xin lỗi đến các cô, các chú, các bác, các anh, các chị nào đã tới quán Lan Quế Phường để ăn cá chiên viên và ăn phở gà bé Đạt. Nếu em có làm điều gì không phải, rất mong các anh, các chị, các cô, các chú gần xa, trong và ngoài nước bỏ qua cho em những lời này. Em xin lỗi mọi người. Chúc mọi người được thành công trong công việc, sức khỏe được dồi dào. Nhưng mà cho Thái hỏi thêm cái vấn đề nè, là cái ngày đầu tiên mà anh Khoa mà đến mà cầu hôn Gia Hăng, là cái đó là tự anh Khoa suy nghĩ đi hay là đâu có ai Dạ không, cái đó là tự em lúc đó là em nói thật sự luôn, là em cũng buồn, em cũng không có một người thật sự được yêu mình thật sự. Em nói thật sự luôn á, em có dối đâu. Tại vì có nhiều người nói là những cái kênh YouTube ở đây là bịa đặt, giống như là lên kịch bản. Nếu mà mọi người nói anh Thái là bịa đặt, em xin đính chính lại cho anh Thái và anh ba hôn trần của em luôn. Là những anh ở đây rất là thương em, coi em giống như là một người em kết nghĩa. Và mấy anh không có bịa đặt. Nếu mà người nào mà dám nói những lời mấy anh YouTube ở đây là bịa đặt, nói là cô will, cô like, em xin lỗi nha. Mọi người ơi, đừng có bao giờ mà nói những lời ác khẩu nghiệp đối với người ta như vậy nha. Chính em là người cầu hôn Gia Hân thật sự. Có sao em nói vậy? Không thêm con bớt, không nói láo điều gì hết. Có sao thì nói vậy. Có nhiều người nói là những kênh YouTube ở đây là lên kịch bản, lên ý tưởng. Không bao giờ mấy anh lên kịch bản ở đây. Đúng rồi. Ở đây là do em cầu hôn Gia Hân và Vivi là thật sự luôn. Vì em cần có một người bạn để em chia sẻ vui buồn trong cuộc sống em thôi. Chứ không có gì hết. Mọi người có ý nghĩ gì đó, em xin mọi người đừng có ý nghĩ gì về mấy anh YouTube ở đây. Anh Thái là người rất là giỏi giang. Và anh ba Trần là anh ba hơn Trần của em, là một người anh rất là giỏi nữa. Đừng bao giờ nói có ý nghĩ ác khẩu ác nghiệp mà mang tạo nghiệp đối với người khác nha. Em nói thì với mọi người, mọi người nên nhớ có nhân có quả, có báo có ứng đó. Em không muốn ai đụng chạm tới các anh ở đây mà nói xấu mấy anh như bị đặt này nọ. Em xin cảm ơn mọi người. Đó, cả nhà thấy tại vì anh đâu phải là tụi em đâu có áp đặt được đâu mọi người. Anh Khoa thì có bữa ga bữa hông, chứ đâu phải là tụi em, với lại anh Khoa cũng đâu có xài điện thoại này kia đâu, đâu có thể nào mà liên lạc. Anh Khoa ơi, bữa nay anh giả người này, em ơi anh giả người kia để mà quay cho cả nhà câu like câu view đâu. Cái này là đều là cái này là anh Thái nói là đúng là sự thật. Em không phải là để cho anh câu view câu like lên mọi người à. Mọi người đừng có ý nghĩ đó, em nói thật luôn. Nếu không thương em thì thôi, em đâu có giận ai đâu. Em nói thiệt, em chỉ muốn có những người bạn để mà tâm sự, em có những người anh để em vui vẻ trong cái cuộc sống em còn lại của đời em thôi. Em muốn có những người anh này, là nhất là anh Hai Lâm Avan là một người anh trong đạo Pháp, và anh Lâm Avan là một người anh tinh thần của em, là một người anh luôn luôn mang tới cho em những cái niềm vui, những cái lời an ủi trong cuộc sống của em. Em với anh Lâm Avan không phải là yêu nhau, mà là anh hai của em, một người anh tinh thần trong đạo Pháp, trong đạo Phật với nhau, chứ không phải là yêu nhau như là mọi người đã nghĩ.
xin mọi người đừng có nghĩ xấu anh hai em, anh Lâm Mai Văn như vậy. Em năn nỉ mọi người luôn. Những lời hôm nay là em muốn nói sự thật. Ai tin hay không là tùy, nhưng mà tình cảm của em với anh Lâm Mai Văn là một anh em tốt với nhau. Em mong mọi người đừng có ý nghĩ mà mang cái tạo khẩu nghiệp đối với mọi người như vậy, đối với anh hai em như vậy. Và một người anh ba của em là người anh Hương Trần, là một người anh rất là tốt. Và anh Thái coi như là sức sống mới, anh Thái là một người anh tốt. Anh Thái đi làm những từ thiện, không có ý nghĩ gì có tiếng tâm này nọ đâu. Không có đâu mọi người nha. Mọi người hãy ủng hộ cho anh Thái, cho vợ anh Thái thật là tốt. Để anh Thái sức sống mới, anh Ba Trần, anh Hân Trần Lô Tô LGBT và chú Đinh Trăng Sáng và anh Lâm Avan có sức động lực mới để mà tạo những cái YouTube mới, để mà mang những cái niềm vui đến cho mọi người. Mong mọi người ủng hộ cho tất cả các anh YouTube ở đây. Đừng bao giờ nói có ý nghĩa ác khẩu ác nghiệp để mà nói với anh Câu Vi Câu Lai. Em không mong muốn vậy. Em cảm ơn mọi người. Đó, cả nhà. Nãy giờ anh Khoa cũng nói là cả nhà không nghe câu vài lời tâm sự đó. Mọi người xem thì nếu mà hiểu thì hiểu cho Khoa, còn không thì nếu không thích Khoa thì có thể lướt qua cái video này nha mọi người. Chúc mọi người có một nhưng mà mọi người ơi,